ấy này, khó hiểu này. Thôi em phải dùng gà, em chỉ dùng gà. Kiểu bay bị hỏng đó. Đây là cái gì đây? Như bằng bên ba. Ồ thần. Kiểu suốt ngày bị chân gây mê. Chân này chân kia. Mỗi bữa xong rồi băng mà chứ. Đi cho cá sư rồi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, xin rửa bãi rồi, đi rồi. Mày phải đi vào nhà vệ sinh em lên vào cùng bay. Không đi rồi đây. Không đi rồi đây. Không mổ thứ rác. Đây là chờ đợi, đây là chờ đợi. Hôm nay chị trà được rồi. Người ta mới nhìn người ta ở bị bỏng thôi chứ chưa làm bao giờ. Không nhưng mà kiểu cứ rửa cái gì đấy. Như bạn em nó cứ rót thẳng vào ấy. Không cần cầu chuyện môn cứ đổ vào xong rồi bắt đầu nó mới thở bác à. Vãi xả. Ôi lôi tay nhìn ra cái bồn rửa ấy. Lần trước bạn em thì nó dốc thẳng vào mà. Nó dốc thẳng vào mà. Em biết là có nhiều bác sĩ ông ấy cúm tay chi do vào cái bồn rửa đấy. Cái bồn như bồn rửa bạn ấy cho ông ấy rửa. Sao bạn đi làm gì rồi ơi? Lấy xương đấy. Cắm tay nữa. Lấy xương đấy. Trông nó phòng cho bên này nữa. Kệ không ra đâu. Bên này. Nếu mà bạn sẽ được cái này không cần thì đây mình là... bóc cái này này. Cái này nó không là... chưa rửa. Thì nó chưa rửa phát nào đâu. Đâu đâu. Chị trả cho tôi một tí nữa phải kiểu bay bị hạn ở chân. Này có thuốc kia. Em thẻ này em trông chị yêu đùa. Mà chị đi à. Không chị chỉ cho cả yêu đùa. Trời ơi. Môi riêng, đảng môi riêng. Đây lấy gì, lấy gì. Đây, lau khô đi đã. Đây, không lấy cái khác lau đi. Cái khác lau để đi. Để đấy nó sẽ kiểu... Kệ nó sẽ khô ấy. Bỏng ra. Cho em chưa mình kiểu có nước rồi. Nó sẽ khô này. Bỏng phải có nước cho em. Bỏng là phải có nước bên trong của em. Đấy, bạn đã từng nhìn thấy cái cổ trên tay mình mà. Bác sĩ này nó lớn số của mình chưa bác sĩ chỉ bác. Bác sĩ này rõ trong nãy như kiểu cái bán rồi. Chị ơi có cháu mình là trước viêm nó bị viêm lợi rồi coi như nó còn phải chọc hẳn cả một lần nó. Coi như có phải hẳn một lần. Cái nó coi như chọc hẳn qua đây cho cái này chảy. Đâu thuốc thuốc bên trong. Mình là trở tay. Đây là kiểu mình với em mình là bệnh nhân. Kiểu mình với em mình là trở tay. Đây là hộ lý. Hộ lý. Cái này không cần
đều đâu. Đúng không? Đây để bác ơi nắm tay cho. Người tinh, người tinh. Coi như kiểu chồng của mình rồi đấy. Đau bụng quá đi mà. Đau bụng. Đau bụng. Cười. Tôi để em lấy. Cái kẻ nó cực cười. Lạc quan. Kiểu tôi lạc quan. Xong ba rồi. Bọc lên. Mày bao nhiêu? Để bọc à? Để ấy đó. Em phải che nó lại mà. Bị lại chứ không bạn muốn ký ra. Em xin lỗi. Cậy cao đâu. Cậy mỗi người cậy mấy cái đâu. Cậy mấy cái mà cái này phải cậy ok. Chị, chính chị. Chính chị là người không có tương ngôn. Thế thôi bên chị. Kinh thú hí cạnh thùng rác. Chị đừng dọa, cái này chưa là gì đâu. Mới là ngày cho em tắm gì? Xong mới được bóc ra nhá. Tắm xong mới bóc ra. Bạn ơi, lúc tắm đi bạn ạ. Em băng xong lúc bóc ra sợ cực. Chả lẽ để nó dính ra mà, nó dính ra mà nhưng mà để đến hổ nữa. Nó bụi thì làm thôi. Bụi nó còn đấy không mà đi về. Thêm mấy cái nữa mà xem nó đâu rồi. Có bao nhiêu rồi hết sao mà sao? Đây là mình tắm ý, mình phải kiểu bắt chân lên lên trên thành nó tắm lúc đấy là kiểu là hôn đại. Lúc tắm thì đừng bỏ ra vội, mà khi nào em tắm xong hẵng bỏ ra. Xong bỏ ra lâu. Chứ lúc bỏ ra thì nó sẽ có cái dính bông bên đấy bạn ạ. Lúc ấy cảnh đấy là cảnh đáng sợ nhá. Đã trải qua ở bên bên đồ này rồi. Có vẻ em có duyên với chấn thương ấy. Lời Linh nó bảo lời nguyền trước lễ hội. Dập. Biết to quá kiểu không biết phải. Em có đau lắm không em? Bình thường đau mà. So với cái việc mà thế, nhỏ ra hay là để hẳn to ấy. Nhìn to thì cái xe của em thế. Tao không biết cái đấy làm gì. Em sờ hẳn vào. Đây, hồ lý 2 là 1. Hồ lý thêm nữa. Hồ lý 1, hồ lý 2. Xem lấy tay em sờ hẳn vào cơ. Bác sĩ. Thế thế nào nữa? Bác sĩ em trà hồ lý 1 là em mình. Kiểu tò mò. Bệnh nhân là bạn. Chồng của bệnh nhân là bạn. Chồng bệnh nhân và người tình của bệnh nhân. Sao người tình đến đây là gì? Về vợ chồng nhà người ta cãi nhau. Đây chị Trà này. Lần đầu tiên chúng ta ra mắt với nhau hay mọi người. Em không phải gì, liên quan gì trời ơi. Thật ra ngày xưa mình cũng từng học ngày xưa mình cũng từng cái hồi là quân học quân sự xé ra con đi gì đó. Thế á? Ừ, chà, về thực tập lại. Thì không thế luôn. Một bọn là đúng ấy, còn một bọn là đi con đi. Thì mình ở bên con đi. Lồng tiếng. Làm chị không thấy đau rồi. Trước đi, xé đi. Nhưng biết giải tao sẽ. Rồi, đi chơi đấy. Cái này là người ta phải xé đôi ra. Bên ấy chặt quá. Không có ngón tay. Lúc chuẩn bị đi ấy chứ kìa hôi chị ơi. Tại trước đây ở dưới. Tại trước vết thương bị nhiễm trùng là do bị kín quá không có không khí nên kiểu như vậy. Đúng rồi. Đúng rồi. Cũng kiểu dạng như cơm thiêu ấy ạ. Cái gì đấy ở Mỹ? Cái số thì không có. Cơm thiêu. Thêm cái nữa. Em trên đầu rồi. Ừ ra sẽ phát dọc đi. Tôi không lấy mẹ. Thì giáo chặt đầu này không phải là dài, không dán lại. Không bên này bên này không là tí nó bay xuống lúc nữa. Hay thôi hôm nay ngồi hôm nay ngồi giờ. Hôm nay ngồi em không được. Hôm nay chỉ giờ này. Đây à. Bay xuống. Xin lỗi này. Chị ơi chị xé đôi ra rắn dọc đấy ạ. Không phải xé đôi của đấy đâu chị ơi, xé đôi xé của này cơ chị ạ. Lành nghề. Cái này cắt. Thế xé lên này để dán trên đây này. Dán lên trên à? Ừ, dán trên cả dưới. Chị không ngón tay. Ủa, không biết. Chị nghĩ lại rồi, bác sĩ phải để ngón tay à? 6 giây